Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 147. Khí tức của đòn kiếm này khiến tán tiên của Thiên Kiếm Sơn cảm thấy khiếp sợ, vẻ mặt gã ta chợt thay đổi, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở chết chóc. Tán tiên Thiên Kiếm Sơn cảm thấy cực kỳ áp lực, lúc này gã ta biết không thể giữ sức nữa, nếu không bản thân sẽ chết, thậm chí gã ta biết cho dù tung hết sức lực cũng chưa chắc có thể đỡ được đòn kiếm này của Dương Bách Xuyên. Trong lòng gã ta thầm nghĩ vậy, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ một tí nào. Lúc đối mặt với đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, gã ta phun một ngụm máu lên kiếm của mình. Phụt! Ngay sau đó gã ta thôi thúc pháp lực và thần hồn của mình, gào thét với đôi mắt đỏ ngầu, Thượng Thiên Kiếm, Trảm Long. Đây là thần thông chiến kỹ cao nhất trên con đường kiếm đạo của gã ta, cũng là đòn kiếm mạnh nhất trước khi gã ta đạt được uy lực cao nhất trên quy tắc kiếm đạo. Đòn kiếm vừa tung ra, trên lưỡi kiếm tràn ngập ánh sáng đỏ rực chói lọi, đồng thời biến thành kiếm khí dài tận vài trượng đánh về phía Dương Bách Xuyên. Rầm ầm. Lần này cả hai đối chọi kiếm khí, gây nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau khi kiếm khí của hai người va chạm vào nhau, nguồn năng lượng sinh ra lập tức tản ra trong phạm vi 100 mét lấy bọn họ làm trung tâm. Cây cỏ trong vòng 100 mét vừa rồi đã bị đứt gãy, lần này tất cả mọi thứ trực tiếp hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, cả bóng dáng của Dương Bách Xuyên lẫn tán tiên Thiên Kiếm Sơn đều bị vầng sáng chói mắt nhấn chìm. Trên chiến trường bụi đất bay mù mịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong vòng 100 mét. Tiếng động to lớn từ trận chiến của hai người bọn họ gần như vang vọng khắp núi Chí Tôn. Đám người Vạn Linh Chân Nhân và nhóm Mai Tỷ vốn đã sắp giao chiến nhưng lại bị khí thế hùng hổ toát ra từ Dương Bách Xuyên và tán tiên Thiên Kiếm Sơn ảnh hưởng. Hai bên đồng loạt ngừng lại và nhanh chóng lùi về phía sau, tránh bị ảnh hưởng bởi trận đại chiến giữa hai người bọn họ. Lần này cả hai bên đều ngừng tay, trên chiến trường cũng không còn tiếng động kinh thiên động địa nào nữa. Thứ còn sót lại chỉ có bụi đất dày đặc cuồn cuộn. Dương Bách Xuyên và tán tiên Thiên Kiếm Sơn đều không thấy bóng dáng đâu cả, cho dù có dùng thần thức kiểm tra đều bị khí thế dữ dội của hai bên cản trở, căn bản không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Ca ca. Chít chít. Tiểu Phượng Hoàng và chồn con nhìn bụi đất cuồn cuộn trong chiến trường và lo lắng gọi người, muốn chạy vào đó để xem thử Dương Bách Xuyên như thế nào. Sức mạnh bộc phát từ đòn tấn công này quả thật rất mạnh. Đừng đến đó, để ấy không sao đâu, Mai Tỷ nói với ánh mắt sáng rực. Giữa Mai Tỷ và Dương Bách Xuyên chưa kể là phu thê đồng tâm, cho dù bởi vì quan hệ giữa mình càn khôn thì nàng ấy cũng có thần giao cách cảm với hắn, nàng ấy cảm nhận được hắn không có vấn đề gì. Tiếng động thật sự rất lớn. Nhưng Mai Tỷ biết với bản lĩnh của Dương Bách Xuyên, hắn không đến nỗi bị một tán tiên ngũ chuyển đánh bại. Tình huống ở một nơi bụi đất mù mịt không rõ ràng, vì vậy Mai Tỷ đã ngăn cản Tiểu Phượng Hoàng và chồn con chạy vào đó. Vẻ mặt của Vạn Linh Chân Nhân phía bên kia trở nên u ám, không ngờ Mã Đạo Hữu lại liều mạng đến vậy, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia. Những người kia vốn dĩ muốn bắt Tiểu Phượng Hoàng, nhưng lại bị cản trở bởi tiếng động quá lớn từ Dương Bách Xuyên và tán tiên họ Mã của Thiên Kiếm Sơn, bọn họ không thể không ngừng lại. Lúc này bọn họ lại tập trung vào bóng dáng lóe qua của hai người bọn họ mới phát hiện không ngờ một tu sĩ phi thăng cảnh như Dương Bách Xuyên lại mạnh đến như vậy. Hắn không hề yếu hơn bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn tất cả những người trên chiến trường. Phát hiện này khiến trong lòng đám người Vạn Linh Chân Nhân trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của bốn người bọn họ lập tức nhìn chằm chằm vào Hùng Bạch. Tán tiên của thần Phù Linh Tông nói với giọng điệu âm trầm và hung tợn, tên họ Hùng kia, mẹ kiếp ngươi gạt bọn ta à? Sức mạnh của Dương Bách Xuyên rất có thể đã đạt đến cấp bậc lục chuyển, sao lại có thể là phi thăng cảnh chứ? Hùng lão đệ, ngươi như vậy không được đâu. Ngay sau đó, những người kia đều nhìn Hùng Bạch với ánh mắt dữ dằn. Đừng ồn ào nữa, bụi đất đã tản ra hết rồi, có chuyện gì thì lát nữa tính tiếp, bây giờ phải nghĩ cách đối phó với chuyện trước mắt đã. Vạn Nhân Chân Nhân lên tiếng ngắt lời bọn họ. Mọi người lập tức nhìn sang chiến trường, quả nhiên bụi bặm đã bay hết, để lộ bóng người của Dương Bách Xuyên và tán tiên Thiên Kiếm Sơn. Nhưng vẻ mặt của đám người Vạn Nhân Chân Nhân lại nhanh chóng thay đổi. Bọn họ nhìn thấy cả hai đứng đối diện nhau, trên người Dương Bách Xuyên không có bất kỳ vết thương nào, nhưng mà... tán tiên Thiên Kiếm Sơn lại có một đường thẳng kéo dài từ trên trán trở xuống, trông có vẻ như bị kiếm chém đứt từ giữa trán. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên giữa chiến trường, sau đó tán tiên của Thiên Kiếm Sơn thật sự đã ngã xuống đất, hơn nữa cơ thể còn bị chia làm đôi, không còn hơi thở. Hiển nhiên trong lần giao chiến này, tán tiên Thiên Kiếm Sơn đã mất mạng,
cơ thể còn bị Dương Bách Xuyên chém đứt đôi. Tán tiên của Thiên Kiếm Sơn đã chết, nhưng Dương Bách Xuyên dường như không có bất cứ vết thương nào, điều này khiến đám người Vạn Linh chân nhân ngạc nhiên đến trợn trừng mắt. Một tu chân giả phi thiên cảnh đại viên mãn giết chết một tán tiên ngũ chuyển. Đây là một sự lật đổ về thực lực. Trận chiến vượt mức hai cấp bậc là một chuyện vô cùng hiếm thấy trong cả tu chân giới. Ngay sau đó, trong lòng những người Vạn Linh chân nhân đều hỗn loạn như sóng biển cuộn trào. Dương Bách Xuyên xoay thanh kiếm trong tay và nhìn vào đám người bọn họ. Trong trận giao chiến vừa rồi, hắn chỉ dùng căn nguyên nước cộng thêm sức mạnh chân nguyên để thi triển sức mạnh quy tắc, một đòn kiếm phá vỡ chiêu tấn công của tán tiên Thiên Kiếm Sơn, đồng thời thuận tay chém kẻ địch làm đôi. Một kiếm chém đứt. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn vào đám người Vạn Linh chân nhân, nói với vẻ mặt tối tăm, những kẻ ức hiếp người quá đáng, giết không tha. Thật ra trong mắt người bình thường hoặc là bất cứ người nào thì đây chính là ức hiếp người quá đáng. Đường đường là sáu đại cao thủ tán tiên ngũ chuyển lại đối phó với một tu chân giả phi thiên cảnh như Dương Bách Xuyên, sức mạnh chênh lệch đến hai đại cảnh giới, nếu đổi thành tiểu cảnh giới thì là tám tiểu cảnh giới, như vậy chênh lệch đến mức nào chứ? Nếu không phải Dương Bách Xuyên khác với những tu sĩ khác thì bây giờ dù có 100 người cũng bị những người này giết sạch, vì vậy nói một cách nghiêm túc thì chính là ức hiếp người quá đáng. Ở tu chân giới, những người ở thánh địa không ngừng đuổi giết và gây chuyện với hắn, nhưng hắn đều từng bước vượt qua, trở nên lớn mạnh và giết ngược bọn chúng. Khi ma tộc bùng nổ, những tên tán tiên từ thánh địa này càng điên cuồng mất trí hơn khi muốn hy sinh hàng trăm đệ tử môn đồ để gài bẫy hắn, nhưng hắn vẫn vượt qua. Bây giờ đến tu chân giới, lại là những tên tán tiên khốn kiếp xuất thân từ thánh địa này đến giết hắn với thực lực không tương xứng. Lần này Dương Bách Xuyên thật sự đã tức giận với cái nơi gọi là thánh địa này rồi. Mấy tên khốn nạn này hầu như đều gây rắc rối cho hắn từ thế hệ này sang thế hệ khác, đúng là không thể nhịn được nữa, nếu đã vậy thì cứ giết sạch mấy lão già chết tiệt này đi. Dù sao bây giờ hắn cũng không sợ. Suy cho cùng thì cả ngọn núi Chí Tôn này đều là địa bàn của lão già. Mặc dù tình hình hiện tại của ông khá thảm, hơn nữa còn trong trạng thái thần hồn, cơ thể thì ở trong bình càn khôn. Nhưng nếu lão già đã dám cho hắn đến núi Chí Tôn trước thì sao có thể không có biện pháp bảo vệ chứ? Nếu hắn thật sự chưa đến được cung điện Chí Tôn thực sự của lão già đã bị đám người này giết chết, vậy cái tên thiên tà Chí Tôn của lão già xem như bỏ. Vì vậy cho dù hôm nay có bao nhiêu người, tán tiên ở cấp bậc nào đến đây, hắn đều không hề kiêng dè gì cả. Lúc này đám người Vạn Linh chân nhân bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi run rẩy. Rõ ràng chỉ là một tu chân giả phi thăng cảnh lại có thể khiến các tán tiên ngũ chuyển như bọn họ run rẩy, điều này thật sự quá khó tin. Nhưng đồng thời trong lòng Vạn Linh chân nhân cũng cảm thấy tức giận, ông ta tu hành hàng nghìn năm lại bị một tiểu bối dọa sợ, thật đáng giận. Mặc dù cái chết của tán tiên Thiên Kiếm Sơn khiến bọn họ rất phẫn nộ, nhưng vẫn chưa đến mức bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên hù chết. Sau khi nghĩ đến đây, Vạn Linh chân nhân người dẫn đầu đám người kia lên tiếng, thưa các vị, tên tiểu tử này chắc chắn không thể nhìn bề ngoài, với tu vi phi thiên cảnh mà có thể lấy kiếm đạo đấu với kiếm đạo, còn giết chết Mã đạo hữu trong một chiêu, không người nào trong chúng ta có thể làm được điều này. Cho dù là tán tiên lục chuyển bình thường cũng khó mà giết chết cao thủ kiếm đạo như Mã đạo hữu trong một chiêu. Vì vậy chúng ta đừng giấu giếm giếm nữa, hãy dùng truyền tấn phù thông báo cho những người khác và tất cả tu sĩ của núi Chí Tôn. Kẻ nào dám quấy nhiễu đến núi Chí Tôn, giết không tha. Vạn Linh đạo huynh nói rất đúng, tên này hủy hoại số mệnh của núi Chí Tôn, quấy nhiễu đạo trưởng Chí Tôn, nên giết. Tuổi còn nhỏ mà đã hung ác đến vậy, chắc chắn là một tên ma đầu, chúng ta nên hợp sức diệt trừ hắn. Lẽ ra nên triệu tập tất cả đạo sĩ từ khắp nơi của núi Chí Tôn, tiêu diệt tên ma đầu này. Không lâu sau các tán tiên đồng loạt nói ra những lời lẽ chính nghĩa khẳng khái mà gán tội cho Dương Bách Xuyên. Dần về sau cái nổi lớn ma đầu cũng ụp lên đầu hắn, đồng thời còn phát ra tin tức truyền tấn. Số lượng tin tức được năm tán tiên truyền ra rất đáng kể, cứ thế một truyền 10, 10 truyền 100, không lâu sau đã lan truyền ra khắp núi Chí Tôn. Dương Bách Xuyên đứng cách xa bọn họ 100 mét, nhưng có thể nghe rõ mồn một lời nói của mấy kẻ chết tiệt này, hắn không ngăn cản bọn họ phát tín hiệu cầu cứu. Có điều sự vô sỉ của những lão già khốn kiếp này đã khiến Dương Bách Xuyên phải mở rộng tầm mắt. Cảm thấy đánh không lại thì đánh không lại thôi, mẹ nó còn phải gán cái mũ to đùng cho hắn, đến mức từ tiểu bối bay lên thành ma đầu. Còn truyền tin kêu gọi tất cả tu sĩ của núi Chí Tôn đến đây. Đến làm gì, để diệt trừ hắn à? Được thôi, vậy hôm nay ông đây chờ ngay chỗ này.
đến bao nhiêu người thì ông đây giết bấy nhiêu. Quả nhiên tính nết của đám ngụy quân tử này giống hệt Nạp Lan Ngự Phong mà hắn gặp ở dãy núi Vân Lôi. Kẻ sau vì để thông đồng với ma tộc mà không tiếc hy sinh hàng trăm nghìn đệ tử Vân Môn, bây giờ xem ra kẻ trước còn không biết xấu hổ hơn. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, những tên được gọi là chính đạo còn không bằng đại ma đầu Vu Minh Tuyền mà mình đã gặp khi xưa, tên đó là một tiểu nhân chân chính, còn đám tán tiên trước mắt lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Ngay giờ phút này, Dương Bách Xuyên đã thầm thề trong lòng rằng chỉ cần có sức mạnh và thực lực thì hắn chắc chắn sẽ giết sạch những kẻ dám bước tới. Bọn kia thật sự nghĩ ông đây dễ bắt nạt lắm à? Nói thật thì Dương Bách Xuyên đã cẩn thận tính toán, kể từ lúc đến tu chân giới và đối đầu với các thánh địa lớn, căn bản không có ngày nào được yên ổn. Các thánh địa lớn có nền móng vững vàng, gần như ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới, kể cả đảo tán tiên hiện tại. Đúng là có cảm giác như âm hồn bất tán, gần như đến nơi nào cũng có thể gặp phải người của các thánh địa, điều quan trọng nhất là những tên chết tiệt này, đa số đều chủ động gây chuyện với hắn. Nghĩ kỹ lại thì hắn không hề chủ động đụng chạm đến người của các thánh địa lớn nhưng lại thường xuyên chạm trán với người của các thế lực lớn, dường như cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu đều gây rắc rối với hắn. Hơn nữa vừa ra tay đã hạ độc thủ, cứ muốn giết chết hắn. Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy nóng giận, thậm chí trong lòng còn đọng lại một cục tức, muốn chút cũng không chút ra được. Đôi mắt của hắn bất giác trở nên đỏ bừng. Lúc này hơi thở trên người Dương Bách Xuyên dường như đang toát ra sát khí hung tợn và tàn ác, nhóm người Mai Tỷ đến trước mặt hắn. Bọn họ đều cảm thấy lo cho hắn. Mai Tỷ là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, nàng ấy vội vàng hỏi, Vân Tử. Nàng ấy và Dương Bách Xuyên có cảm ứng gần gũi nhất, nàng ấy có thể cảm nhận một cách rõ ràng lúc này khí tức của hắn không hề ổn định. Ta không sao, hiện giờ Dương Bách Xuyên đã sắp bộc phát rồi, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết lý trí. Lúc này Thiên Hồ bước tới nói, chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đã truyền tin rồi à? Dĩ nhiên nhóm Thiên Hồ cũng nghe thấy những lời của đám người Vạn Linh Chân Nhân, nếu nói không lo lắng là giả, bây giờ nàng ta cảm nhận được khí tức của Dương Bách Xuyên không ổn định cũng rất lo cho hắn. Dù sao nơi này là núi Chí Tôn, trong 108 đỉnh núi nhỏ, 72 đỉnh núi chung và 36 đỉnh núi lớn, có ai biết được có bao nhiêu cao thủ tán tiên trong đó chứ? Sau khi đám người Vạn Linh Chân Nhân truyền tin sẽ có bao nhiêu người đến đây? Dương Bách Xuyên đúng là lợi hại, nhưng Thiên Hồ không nghĩ rằng hắn mạnh đến mức vô địch, hoặc thậm chí còn có một tán tiên lục chuyển trong đám người đến đây, hắn có thể đối phó nổi không? Chỉ cần là người bình thường thì sao có thể không lo được chứ? Sợ rồi à, Dương Bách Xuyên nghe thấy Thiên Hồ nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng ta trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên sợ rồi, nếu có 8-10 người ngũ chuyển, 2-3 người lục chuyển thì mấy người chúng ta còn không đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng đấy. Nhưng Thiên Hồ ta lại sợ mất đi bằng hữu, ta cũng xem như được sống hai kiếp người, kiếp trước ta đã mất đi rất nhiều bằng hữu, kiếp này khó khăn lắm mới gặp được oan gia như ngươi, chẳng lẽ phải đánh mất nữa sao? Thiên Hồ ta không sợ chết, ta sợ đánh mất, vì vậy Dương Bách Xuyên ngươi đừng có hiểu lầm đấy. Bây giờ ta hỏi ngươi là muốn biết ngươi có ý định gì không? Chúng ta có thể không chết là tốt nhất, nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, cùng là Thiên Hồ ta lại chết chung với ngươi thêm lần nữa. Lúc này Thiên Hồ với vẻ đẹp quyến rũ vạn người nghiêm túc hơn bao giờ hết, dáng vẻ này của nàng ta càng có sức hút hơn. Lúc nàng ta cười thì nghiêng nước nghiêng thành. Lúc trở nên nghiêm túc, dáng vẻ thiêng liêng và trang nghiêm ấy lại tràn ngập sức hấp dẫn. Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Hồ một cái rồi cũng vội vàng tránh né ánh mắt của nàng ta, mặc dù nàng ta không làm lòng người rung động như sư nương Thiên Cơ, nhưng cũng không phải người ở tu chân giới nào cũng có thể chống đỡ. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói xong lại nhìn vào đám người Vạn Linh Chân Nhân, sau đó chậm rãi nói với nàng ta, yên tâm, mọi chuyện có ta lo, không có kẻ nào có thể cả gan gây chuyện ở núi Chí Tôn, nếu những tên khốn kiếp này đã không biết xấu hổ, vậy ta cũng không ngại nhuộm máu cả ngọn núi này. Dương Bách Xuyên nói với đám người Thiên Hồ, mấy người kết trận bảo vệ tốt bản thân, còn tạo sát nghiệt thì cứ để ta. Dứt lời hắn bước ra lao về phía 5 người Vạn Linh Chân Nhân. Lúc này không ai phát hiện đôi mắt của Dương Bách Xuyên màu đỏ, cả thế giới của hắn chỉ còn lại 5 người Vạn Linh Chân Nhân. Trong lòng chỉ có một chấp niệm giết. Kiếm đầu long lóe lên, hàn khí kinh người. Phá vỡ chảm, 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 chảm. Dương Bách Xuyên thúc giục pháp lực. Chém ra một chết kiếm với 5 người Vạn Linh Chân Nhân. Hai kiếm dung hợp giữa chân nguyên với ngọn lửa giao long châu, hai kiếm khác dung hợp thủy chi căn nguyên. Trong lòng có sát, trong kiếm có sát,
Bốn kiếm ý mang theo pháp tắc, phát ra hơi thở khủng bố. Bốn kiếm của Dương Bách Xuyên liền mạch lưu loát bổ về phía năm người kia. Năm người bốn kiếm, thiếu một kiếm. Kết kia tốt nhất là chém năm kiếm, mỗi người một kiếm, xử lý bọn họ cùng một lúc. Nhưng có thể chém ra bốn kiếm cùng lúc đã là cực hạn của hắn. Mặc dù thiếu một kiếm nhưng không sao cả, Dương Bách Xuyên cũng không mong chờ xử lý bọn họ chỉ trong một lần, chỉ cần làm bọn họ bị thương là được, tất nhiên tốt nhất giết chết năm người bọn họ. Bốn kiếm này không phải chém lung tung, bên trong đều ẩn chứa kỹ xảo chiến đấu, hoàn toàn phong tỏa chết bốn phương. Cho nên năm người bọn họ không có đường lui, đành lại đánh trả, lúc kiếm khí nổ tung, tu vi thực lực mạnh thì sống, ngược lại thì chết. Đối với năm người vạn linh chân nhân, Dương Bách Xuyên xuất kiếm quá bất ngờ. Lúc trước còn cách nhau trăm mét, hai bên đối đầu cầm cự. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt Dương Bách Xuyên đã bổ ra bốn kiếm cường đại tràn đầy sát ý về phía bọn họ. Bọn họ tính sai ở chỗ tụ lại một chỗ. Cũng không ngờ Dương Bách Xuyên đã phong tỏa bốn phía, làm bọn họ không có đường lui. Cơ hội duy nhất của bọn họ là chống đỡ kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này đã không còn thời gian cho bọn họ suy nghĩ, bốn kiếm của Dương Bách Xuyên đã đến. Các vị dùng toàn lực chống đỡ, xuất toàn lực, vạn linh chân nhân coi như là người cầm đầu trong mấy người, ánh mắt độc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được uy lực bất phàm của bốn kiếm này. Hắn ta biết rõ uy lực một kiếm của Dương Bách Xuyên có thể lấy mạng tán tiên thiên kiếm sơn, hiện tại lại ra cùng lúc bốn kiếm, uy lực còn cường đại hơn lúc đánh với tán tiên thiên kiếm sơn rất nhiều, điều này làm cho hắn ta vô cùng kinh hoàng. Thật ra bốn người còn lại không cần vạn linh chân nhân nhắc nhở cũng biết uy lực của bốn kiếm này. Mọi người đều là lão quái vật tu luyện nhiều năm, ánh mắt và kinh nghiệm chiến đấu đều không yếu, sao có thể không nhìn ra. Trong nháy mắt bốn người đều lấy ra pháp khí, sau lưng mỗi người xuất hiện năm vòng sáng. Chẳng qua màu sắc vòng sáng của mỗi người đậm nhạt khác nhau, điều này cũng chứng tỏ tu vi thực lực khác nhau. Màu đậm nhất là vạn linh chân nhân, vòng sáng yếu nhất trong năm người là Hùng Bạch. Hắn ta cũng là người có tu vi yếu nhất trong năm người. Lúc này năm người đều biết thời điểm khảo nghiệm sinh tử đã đến. Mặc dù đều là lão quái vật sống ngàn năm, nhưng đứng trước sinh tử, thật ra đều rất tích mệnh, không ai nguyện ý chết. Ầm ầm ầm. Cuối cùng bốn kiếm của Dương Bách Xuyên cũng đến, nổ ầm ầm xung quanh bọn họ. Hai kiếm là lửa, hóa thành biển lửa nhấn chìm năm người bọn họ. Hai kiếm còn lại càng mạnh hơn, thủy chi căn nguyên dung hợp với chân nguyên và pháp tắc. Sau khi kiếm khí nổ tung, đại địa đóng băng trong chớp mắt. A, ngươi! Tiếng hét thảm đầu tiên lại là người có tu vi mạnh nhất trong năm người, vạn linh chân nhân. Chẳng qua lúc này vạn linh chân nhân bị người của bọn họ đâm sau lưng. Người đâm sau lưng vạn linh chân nhân lại là Hùng Bạch. Vạn linh đạo huynh, năm đó lúc ở tu giả giới ta đã cứu ngươi một mạng, hôm nay coi như ngươi trả mệnh cho ta, ta không muốn chết. Hùng Bạch ác độc nói. Dưới kiếm khí cường đại của Dương Bách Xuyên, Hùng Bạch biết tu vi của mình yếu nhất, không có thực lực đánh lại kiếm khí của Dương Bách Xuyên, cho nên từ lúc bắt đầu ông ta lùi ra sau một bước, đứng sau vạn linh chân nhân, lúc kiếm khí nổ tung, Hùng Bạch đẩy vạn linh chân nhân không hề phòng bị ra ngoài, chắn trước mặt ông ta. Kết quả vạn linh chân nhân bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đánh trúng. Gian nan quay đầu nhìn Hùng Bạch, hộc máu, ánh mắt tan rã, không thốt lên lời. Thần hồn của vạn linh chân nhân biến mất trong kinh giận, cuối cùng chết. Sau khi Hùng Bạch đẩy vạn linh chân nhân ra, tránh thoát hơn nửa kiếm khí, dưới sự bùng nổ, cuối cùng đột phá sự phong tỏa của Dương Bách Xuyên, chạy ra ngoài. Nhưng Hùng Bạch vừa chạy được hơn trăm mét, một tiếng thét dài vang lên, chi. Chồn nhỏ hóa thành tia chớp lao về phía Hùng Bạch. Sau đó một tiếng hét vang lên. Hùng Bạch rơi xuống, giữa ngực và giữa trán xuất hiện động máu. Chồn nhỏ đứng trước thi thể của Hùng Bạch, móng vuốt cầm một trái tim đầm đìa máu, thật ra nhìn kỹ không phải trái tim là đạo tâm do tán tiên ngưng tụ. Chồn nhỏ ra tay xuyên thủng trái tim và phá hủy nguyên thần của Hùng Bạch. Sau khi tán tiên binh giải cũng đã không có huyết nhục, sau đó tu tán tiên ngưng tụ ra thân thể, dùng pháp lực thuần tịnh ngưng tụ thành, kết tinh của pháp lực là trái tim, hay còn gọi là đạo tâm. Chồn nhỏ mở miệng nốt chừng đạo tâm của Hùng Bạch. Bây giờ chỉ còn lại ba tán tiên. Ba người vô cùng tức giận, nhưng lúc này đang đứng trước sống chết, không ai rảnh lo cho ai. Ngược lại sau khi thấy vạn linh chân nhân bị Hùng Bạch tính kế đã nhiễu loạn ba tán tiên, làm bọn họ phân thần trong lúc ngăn cản kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Đứng trước sống chết mà phân thần chỉ có chết. Cùng lúc đó,
ba tiếng hét thảm thiết vang lên. Ba tán tiên còn lại chết dưới kiếm khí của Dương Bách Xuyên, thân thể hóa thành bụi. Dương Bách Xuyên nhìn kẻ địch biến mất, đôi mắt vẫn đỏ ngầu âm lãnh, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xử lý năm tán tiên. Mặc dù hắn biết trong đó có nhân tố Hùng Bạch tính kế người khác. Nhưng mục đích đã hoàn thành. Cảnh tượng Hùng Bạch đâm sau lưng Vạn Linh chân nhân càng làm cho Dương Bách Xuyên thêm khinh thường đám tán tiên đại tông kia. Một đám khốn kiếp ích kỷ, chết chưa hết tội. Thật ra hắn biết rõ nếu Hùng Bạch không đâm sau lưng Vạn Linh chân nhân, ít nhất Vạn Linh chân nhân có thể sống, thậm chí tâm cảnh của ba người khác không bị ảnh hưởng, cũng có thể sống thêm một hai người, nhiều nhất cũng chỉ có Hùng Bạch yếu nhất và một tán tiên khác chết. Lần này hắn thắng sạch sẽ lưu loát, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại không hề vui sướng. Ngược lại tràn ngập cảnh giác. Hùng Bạch đâm sau lưng làm hắn hiểu thêm về mặt tối của tán tiên, thầm nhắc nhở chính mình không thể thiếu cảnh giác với những tán tiên khác. Thiên Hồ biết Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, trong năm tán tiên ngũ chuyển chỉ có Hùng Bạch tránh thoát kiếm khí của hắn, nhưng đó cũng do Hùng Bạch đánh lén Vạn Linh chân nhân nên mới có thể chạy thoát. Nhưng cuối cùng Hùng Bạch cũng không thể thoát được, đã bị chồn nhỏ xử lý. Mấy người còn lại đều bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên giết chết. Thiên Hồ không nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh với hộ pháp thần lục chuyển ở tiên phủ cửu vĩ, không nhìn thấy đánh với tộc trưởng lục chuyển của tộc Thiên Lang, cho nên lúc này Thiên Hồ nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém ra bốn kiếm xử lý năm tán tiên ngũ chuyển, trong lòng vô cùng chấn động. Chỉ có Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng thấy nhiều nên không có gì bất ngờ, bọn họ đều từng sóng vai chiến đấu với Dương Bách Xuyên, chém giết mất tán tiên ngũ chuyển rất bình thường. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long nhìn chằm chằm về nơi xa với ánh mắt tràn đầy sát khí. Đến rất nhanh, nhưng đã muộn, Dương Bách Xuyên nói. Mấy người Mai Tỷ đã đến. Lại thêm một đám người, Mai Tỷ bình tĩnh nói. Hình như có mười mấy luồng hơi thở, Thiên Hồ cau mày. Tiểu Phượng Hoàng không nói chuyện, nhưng đôi mắt tím lại nhìn chằm chằm nơi xa. Có 56 luồng hơi thở, các ngươi tự chăm sóc tốt cho bản thân. Dương Bách Xuyên nói. Dặn dò xong, Dương Bách Xuyên hô, Hương Hương, trở về. Chi? Chồn nhỏ trở về bên cạnh Dương Bách Xuyên, lúc này thân hình của chồn nhỏ lớn ba vòng, nó biến thân. Móng vuốt trên tứ chi lóe lên ánh sáng, đôi cánh chim sau lưng vỗ vỗ, tốc độ tăng lên gấp đôi, ngồi xổm trước người Dương Bách Xuyên như hổ rình mồi. Ngay sau đó mấy chục bóng người xuất hiện bao vây đám người Dương Bách Xuyên. Có già có trẻ, có nam có nữ, trang phục khác nhau. Dương Bách Xuyên biết những người này đều là tán tiên tu hành trên núi Chí Tôn. Bọn họ nhận được tin tức của đám người Vạn Linh chân nhân nên đã đến. Ngươi là Dương Bách Xuyên. Lúc này một phụ nhân mặc cung trang bước lên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, đặt câu hỏi. Là ta, Dương Bách Xuyên thừa nhận, đến lúc này cũng không chối làm gì, hắn không cần, tin tưởng những người này cũng đều biết. Hừ, hoàng hành ngang ngược ở tu chân giới, bây giờ lại chạy đến Dương Oai ở núi Chí Tôn, tưởng nơi này là nhà ngươi chắc. Một lão giả mặc áo đen lên tiếng. Ha ha, người nói đúng, núi Chí Tôn chính là nhà ta. Dương Bách Xuyên nghe thấy lão giả áo đen nói vậy không nhịn được vui vẻ. Cả ngọn núi Chí Tôn này là địa bàn đạo tràng của sư phụ, hiện tại ông ta nói núi Chí Tôn là nhà của hắn cũng không sai. Ha ha ha, cách ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, tiểu tử ngươi chém giết tán tiên của mấy đại thánh địa chúng ta đã chọc giận vài vị lão tổ tán tiên, nếu không phải ta có nhiều hạn chế ở hạ giới, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Bây giờ thì tốt rồi, đang định tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự đến, còn chạy đến Dương Oai ở núi Chí Tôn, không lẽ ngươi cho rằng 108 ngọn núi nhỏ, 72 ngọn núi vừa, 36 núi lớn trong núi Chí Tôn đều là tượng đất. Nơi này là núi Chí Tôn, là nơi thần thánh nhất đảo Tán Tiên, là đạo tràng của Thiên Tà Chí Tôn, ngươi giết người ở đây khác gì tìm chết, cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi, đi theo chúng ta gặp Tán Tiên lão tổ. Nếu không chờ ta ra tay sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không được chết không xong. Lúc này người nói chuyện là một thanh niên cưỡi cọp răng kiếm, người này xuất hiện ở giữa các tán tiên. Vô số tán tiên hành lễ trước thanh niên cưỡi cọp răng này. Bái kiến tiền bối. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, 56 tán tiên đều là ngũ chuyển, còn thanh niên cưỡi cọp răng kiếm lại là một tán tiên lục chuyển, nhìn từ hơi thở thì không khác gì với tộc trưởng Thiên Lang là bao. Đúng lúc này. Một nữ nhân truyền âm đến cho Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên, người này là tán tiên lục chuyển đến từ 36 núi lớn, là trưởng lão tán tiên tương đối có tư cách của thánh địa Vạn Linh, sau lưng có một vị tán tiên lão tổ, ngươi không chọc nổi.
Mặc dù là tán tiên lục chuyển sơ kỳ nhưng tòa kỵ cọp răng kiếm của hắn ta tương đương với tán tiên lục chuyển trung kỳ, tổng chiến lực vô cùng khủng bố. Hôm nay ngươi không nên giết người ở núi Chí Tôn, không chỉ chọc giận các tán tiên trong núi Chí Tôn, hiện tại chỉ có một vạn thái cực đến, nếu nhiều thêm mấy người, ngươi chỉ còn đường chết. Ta là tán tiên thông tiên cung, nghe nói ngươi là sư đệ của Tử Hà cho nên không muốn thấy ngươi chết. Không bằng ngươi đợi một chút, lát nữa nhân cơ hội ngươi trốn xuống núi, đừng cứng đầu chống cự. Nghe thấy đoạn truyền âm này, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy có một đôi mắt đang nhìn hắn. Không cần hỏi cũng biết người truyền âm chính là Mỹ Phụ Mặc Cung Tranh. Thì ra là người thông tiên cung. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm lần trước ở Vân Môn hắn đã giết một tán tiên thông tiên cung, nhưng lại buông tha cho cung chủ Diệu Tiên thông tiên cung. Còn tưởng rằng thông tiên cung sẽ tìm hắn báo thù, hiện tại xem ra không phải tất cả mọi người đều giống nhau, tán tiên thông tiên cung vẫn rất để ý tiểu sư tỷ. Mỹ Phụ này cũng biết chuyện chính mình và tiểu sư tỷ là đồng môn. Nàng ta có lòng tốt lên tiếng nhưng Dương Bách Xuyên chỉ truyền âm trả lời một câu, cảm ơn. Không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn có chủ ý của riêng mình. Đến núi Chí Tôn, đến địa bàn của sư phụ, bảo hắn chạy trốn không phải tính cách của hắn, hắn cũng biết sư phụ sẽ không đồng ý, không thể mất mặt như vậy được. Còn việc tán tiên ngũ chuyển khác, đúng là rất nhiều, nhưng hắn sợ sao? Đáp án là không, bởi vì hắn có sư phụ chống lưng. Đúng lúc này. Vạn thái cực lại lên tiếng, tiểu tử, đừng giả vờ câm điếc, người giơ tay chịu trói hay muốn bổn tọa ra tay. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn chằm chằm vạn thái cư xê, của nhiên tán tiên thánh địa vạn linh đều là loại người mắt để trên trán, ai cho ngươi tự tin ăn nói với ta như vậy. Bây giờ ta nói cho các ngươi, ngươi, còn có các ngươi, ở trong mắt ta, các ngươi còn không bằng một con chó, muốn giết ta cũng phải xem đám chó các ngươi có bản lĩnh hay không. Không đúng, hôm nay ai giết ai. Muốn ta sống không được chết không xong đúng không? Được, vậy thử xem. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, trong đầu nói với sư phụ, hôm nay con muốn làm sát thần trong núi Chí Tôn của người, hiện tại con cần mượn dùng lực thần hồn của người chút. Ha ha, nhãi danh, hiếm thấy ngươi kiên cường như vậy, được, hôm nay sư phụ chống lưng cho ngươi, cứ việc giết, đảo tán tiên bây giờ cũng thật chướng khí mù mịt, giết cũng được. Vân Thiên Tà không hề tức giận trước lời nói cứng rắn của Dương Bách Xuyên. Ngược lại còn cổ vũ. Nghĩ cũng phải, trên địa bàn của mình, ở đạo tràng của mình, bây giờ lại bị một đám tán tiên chiếm lĩnh, trở về nhà, đồ đệ còn bị bắt nạt, Vân Thiên Tà cũng tức giận. Sau khi nhận được sự đồng ý của sư phụ, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay trái nóng lên, sau đó cả người nhận được lực thần hồn cường đại. Dương Bách Xuyên không nhịn được phát ra tiếng thét dài, a. À. Mái tóc bạc bay bay, hai tròng mắt càng thêm đỏ. Lúc này hắn hoàn toàn bộc phát lửa giận của mình ra ngoài. Nếu đám chó này khinh người quá đáng, vậy hôm nay ta giết sạch các người thì làm sao chứ? Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy lửa giận, sát ý ngút trời. Đối mặt với 56 tán tiên ngũ chuyển và một tán tiên lục chuyển, hắn đã phát huy hết sức mạnh và toàn bộ những bản lĩnh thiên phú mà mình có. Chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô, mệnh tinh thần tượng, cơ thể pháp tướng đều được bày ra. Sau khi dùng cơ thể pháp tướng, hắn hóa thành người khổng lồ cao nghìn mét đứng sừng sững giữa đất trời, môn thần thông này chính là pháp tướng của thập nhị chí tôn, rất lâu rồi hắn không sử dụng tới, nhưng hôm nay lấy ra lại biến thân cao tới cả nghìn mét. Quả thật có thể gọi là hùng vĩ, giống như sau khi lão đầu nghe được thảm trạng của tinh thần môn nên muốn báo thù. Hắn rất ít khi dùng tới công pháp thập nhị chí tôn, sau này trong quá trình tu luyện hắn cảm ngộ được sức mạnh pháp tắc. Luôn cảm thấy hình như uy lực thập nhị chí tôn của lão đầu không mạnh bằng phá không kiếm mà hắn lĩnh hội. Nhưng hiện tại sau khi lão đầu cho hắn mượn sức mạnh thần hồn, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được hắn đã coi thường thần thông thập nhị chí tôn của lão đầu. Hoặc là nói hắn chưa thật sự lĩnh hội được chí tôn thần thông, lại càng không tiếp tục tu luyện bộ công pháp này, dù sao thì cũng đã rất lâu Dương Bách Xuyên không hề đụng tới chí tôn thần thông mà lão đầu truyền thụ. Nhưng hiện tại mượn sức mạnh thần hồn của lão đầu, hắn lại cảm nhận được sự thay đổi mãnh liệt. Đối với chí tôn thần thông, từ sâu xa bên trong Dương Bách Xuyên có một cảm nhận không rõ thành lời, mặc dù lão đầu không truyền pháp, cũng không chiếm cơ thể hắn, chỉ riêng sức mạnh thần hồn của lão đầu đã khiến hắn có thể cảm nhận được thay đổi của thần thông thập nhị chí tôn. Nói ra quả thật là thần kỳ và bí ẩn. Thập nhị chí tôn là bộ công pháp do bản thân ông tạo ra, tổng cộng có 12 bản lĩnh cao cường, lúc trước hắn thêm cả liên ngẫu phân thân mới lĩnh hội được tới tầng 5. Tầng thứ nhất bắt đầu từ Kim Cang Chí Tôn, sau đó tới Trường Sinh Chí Tôn,
đấu chuyển chí tôn, phần thiên chí tôn, tầng thứ 5 là lôi đỉnh chí tôn, hắn đã lĩnh ngộ được tới đây. Sau đó còn có 7 chí tôn thần thông, từ sau khi hắn lĩnh hội được phá không thần thông thì bỏ quên luôn, theo bản năng hắn cho rằng thập nhị chí tôn mà lão đầu truyền thụ không mạnh bằng phá không kiếm mà hắn ngộ được. Bởi vì cái sau là sức mạnh pháp tắc, còn trong mắt hắn thập nhị chí tôn chỉ đơn giản là một công pháp đơn thuần. Vốn là có thể để cho liên ngẫu phân thân tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng kể từ khi hắn dung hợp liên ngẫu phân thân vào trong cơ thể thì cũng không thả ra nữa, chuyện này cứ như vậy mà lãng quên. Liên ngẫu phân thân cũng không hẳn là hoàn toàn dung hợp, chỉ đơn thuần là quay trở về bản thể mà thôi, chỉ cần hắn cho phép thì phân thân có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nói tới liên ngẫu phân thân, quả thật còn có quan hệ sâu xa với thiên hồ. Bởi vì năm đó khi hắn tiến vào Sơn Hải giới, gặp được Trịnh Bân Bân ở trong sa mạc, lúc đó Trịnh Bân Bân đi tới nơi hẹn ở tộc Sa Hồ, tìm phân thân thuần dương mà lão tổ của nàng để lại. Kết quả ma sai quỷ kiến Dương Bách Xuyên lại gặp được củ sen của đất trời được hồn hồ tộc bảo vệ, sau khi đánh một trận thì đoạt được. Nhưng căn cứ vào linh hồn hồ tộc bảo vệ củ sen lúc ấy, chỉ nói củ sen này là của thiên hồ, chuyện này Dương Bách Xuyên chưa nói với nàng. Nghĩ lại chuyện trên đời này quả thật đã được định sẵn, hắn và thiên hồ chưa từng mất liên lạc. Quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn đi cùng nhau. Mặc dù Dương Bách Xuyên không hiểu, trước kia mời thiên hồ tới Vân Môn nhưng nàng từ chối. Nhưng sau khi gặp được thiên hồ ở tiên phủ cửu vĩ của sư nương thì nàng lại chủ động đi theo. Đương nhiên lý do là tới Vân Môn thăm đồ đệ Trịnh Bân Bân, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy lý do này rất gượng ép. Nhưng cũng phải nói lại, hắn lấy được củ sen trí bảo của thiên hồ, luyện nó thành liên ngẫu phân thân, xem như là nợ nàng một ân tình. Mặc dù thiên hồ không biết tới, nhưng tu sĩ luôn tuân theo quy luật của trời, nợ chính là nợ. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây thì thầm cười khổ. Hắn nghĩ sau này phải trả lại ơn huệ này cho thiên hồ. Về phần liên ngẫu phân thân, đợi xong việc ở đảo Tán Tiên, hắn sẽ thả liên ngẫu phân thân ra, để phân thân tiếp tục đi lĩnh hội chí tôn thần thông của lão đầu, cũng xem như nâng cao thực lực bản thân. Hơn nữa hắn cũng phải để phân thân tiếp tục tu luyện, tu vi của phân thân càng cao thì thực lực của hắn sau khi dung hợp càng mạnh, chỉ là sau này lại bị hắn quên mất. Bây giờ nghĩ lại quả thật là không nên. Lúc này khi thi triển toàn bộ sức mạnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể pháp tướng không hề tầm thường, đây là lần đầu tiên pháp tướng đạt tới độ cao 1000 mét. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Đột nhiên trong đầu vang lên giọng của Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, bất ngờ chưa, cơ thể pháp tướng lại có thể cao 1000 mét. Dương Bách Xuyên đáp, đúng vậy, quả thật là rất ngạc nhiên, đa tạ lão đầu. Đồ ngu, đó không phải được hình thành nhờ sức mạnh thần hồn của ta, đây chính là lực lượng của bản thân con, thằng nhóc vô liêm sỉ. Con nói xem bao nhiêu lâu rồi con không lĩnh ngộ thần thông mà vi sư truyền dạy. Vi sư truyền cho con công pháp, con cho rằng chỉ để trang trí thôi sao? Hừ, đó là thần thông một đời lĩnh hội của vi sư, ta tu đạo 10 vạn năm, dòng dã cả một đời cuối cùng bị nhốt trong bình càn khôn, sửa lại thần thông thập nhị chí tôn, lúc trước truyền lại cho sư huynh, sư tỷ của con cũng không chi tiết như vậy. Bị nhốt trong bình càn khôn vạn năm, vi sư đã chỉnh sửa lại chí tôn thần thông. Viết xong tầng cuối cùng thứ 12, toàn bộ chí tôn thần thông hoàn thiện đến trình độ cao nhất, con cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ vi sư có thể nói cho con biết, thập nhị chí tôn thần thông mà vi sư truyền lại, nếu con lĩnh hội thấu đáo mỗi tầng thần thông thì còn mạnh hơn phá không kiếm mà con thi triển, sức mạnh pháp tắc chỉ là một loại thế có thể dùng ở bất kỳ chiến kỹ nào, hôm nay con lại dùng sức mạnh pháp tắc dung hợp với chí tôn thần thông xem thử uy lực của nó. Xem chí tôn thần thông mà ta truyền thụ cho con có phải kém cỏi hay không, để tiểu tử con từ bỏ nó, đợi lúc chiến đấu thì ỷ lại vào phá không kiếm được đứa gà mờ như con lĩnh hội nửa vời. Vi sư đang nói nếu còn sử dụng sức mạnh pháp tắc kết hợp với chí tôn thần thông, dựa theo 5 tầng mà đã học được, hôm nay cho dù không có vi sư giúp đỡ thì có thể giết chết được đám tán tiên này. Thằng nhóc thối, cứ chậm rãi lĩnh hội đi, hôm nay không được dùng phá không kiếm giết địch. Vi sư yêu cầu con dùng 5 loại chí tôn thần thông để chiến đấu, hôm nay không giết được đám tán tiên này, xem vi sư xử lý con thế nào. Lời của Vân Thiên Tà càng nói càng tức, may mà tiên thể không ra ngoài, nếu không nhất định sẽ đánh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu tử mắng thì toát cả mồ hôi lạnh, nhưng khi nghe những gì lão đầu nói, chứng OCD tái phát, nhịn không được hỏi, lão đầu, không phải người nói tán tiên 1000 năm sẽ có một tán tiên thiên kiếp sao? Nếu vậy, người đã vượt qua 12 kiếp thì phải là 1 vạn 2000 năm, cộng thêm thời gian tu luyện trước khi binh giải, tính thêm cho người 5000 năm,
sau đó lại bị nhốt ở bình càn khôn vạn năm, tính kiểu gì cũng chưa tới 3 vạn năm, nhưng vừa rồi người lại bảo tu đạo 10 vạn năm. Chuyện này không khoa học lắm nhỉ? Tiểu tử thối, sao có thể tính như con được? Quả đúng là tán tiên thiên kiếp 1000 năm một lần, nhưng vẫn có thể tránh né hiểu không? Giống như những tán tiên đang trốn trên đảo tán tiên, chưa nắm chắc độ qua tán tiên kiếp thì trốn ở đảo không ra ngoài mấy nghìn năm là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, sau khi vi sư độ qua 12 kiếp thì không còn tán tiên kiếp nữa. Sau khi không có thiên kiếp, vi sư sống mấy vạn năm có vấn đề gì à? Kẻ địch mạnh ở trước mắt, tiểu tử con nghĩ cái gì vậy, nhanh nghênh địch, đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn nữa. Vân Thiên Tà mắng hắn, câu cuối cùng còn như đang giống lên. Dương Bách Xuyên thì như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biết rồi, con chỉ tò mò nên hỏi thôi mà. Lúc này hắn mới biết lão đầu nhà mình là lão già đã sống hơn vạn năm, người của thời đại trước. Mặc dù phải đối mặt với 56 tán tiên ngũ chuyển và một tán tiên lục chuyển, nhưng từ sau khi thi triển ra pháp tướng, có sức mạnh thần hồn của lão đầu trong cơ thể, hắn không hề lo lắng đám tán tiên này. Hiện tại hắn bước ra với cơ thể pháp tướng cao nghìn mét, cúi đầu nhìn xuống hơn 50 tán tiên này, không hề có cảm giác căng thẳng khi gặp kẻ địch mạnh. Lúc này hắn lại thấy rất thoải mái, lão đầu không cho hắn dùng phá không kiếm để chiến đấu, chỉ cho phép hắn dùng chí tôn thần thông giết địch. Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ mắng lão đầu, nhưng sau khi nghe lão đầu nói, dung hợp sức mạnh pháp tắc vào chí tôn thần thông, trong nháy mắt đầu óc hắn như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Thật ra Dương Bách Xuyên biết, lão đầu không cho hắn dùng phá không kiếm, chỉ cho phép sử dụng chí tôn thần thông, mục đích là để chỉ điểm cho hắn. Đối với hắn đây là chuyện tốt, số lần lão đầu nghiêm chỉnh chỉ cho hắn cũng đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu là lão đầu gặp phải đệ tử như hắn cũng coi như đen đủi, thường xuyên bắt ông dọn dẹp hậu quả, đa số thời gian đều lâm vào trong ngủ say. Căn bản không có nhiều thời gian để chỉ hắn tu luyện, lần này xem như cơ hội hiếm có, lúc này sau khi hóa thân xuất hiện, trong lòng thôi động kim cang chí tôn thần thông. Pháp tướng kim cang tỏa ra kim quang vạn trượng, đám tán tiên ở phía dưới nhìn thấy sự thay đổi của Dương Bách Xuyên thì ai nấy cũng trợn trừng mắt, mọi người đều biết thân thể pháp tướng nhưng theo lý thường mà nói, thân thể pháp tướng cũng chỉ cao mấy mét, nhiều lắm là mười mấy trượng. Bọn họ chưa từng thấy thân thể pháp tướng nào cao 1000 mét như của Dương Bách Xuyên. Đối với bọn họ mà nói, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng chấn động không nhỏ. Ngay cả tán tiên lục chuyển duy nhất có mặt vạn thái cực cũng khiếp sợ, nhưng sau khi hoàn hồn, ông ta hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ là ảo giác con che mắt mà thôi, mọi người đừng bị hắn ta lừa, giết hắn thì mọi ảo ảnh đều sẽ tan biến, trên đời này lấy đâu ra pháp tượng 1000 mét, đúng là không ra gì. Đám tán tiên nghe vạn thái cực nói vậy, nghĩ kỹ lại cũng đúng, bọn họ tu luyện nhiều năm nhưng chưa từng thấy pháp tượng nào cao 1000 mét, thậm chí còn chưa nghe bao giờ, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này có người dẫn đầu, đột nhiên bay lên phi thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Lão phu tới phá thuật che mắt của ngươi. Một lão già gầy gò bay thẳng về phía pháp tượng 1000 mét của Dương Bách Xuyên, trong tay ông ta xuất hiện một vòng sáng màu vàng, sau đó ném thẳng vào đầu Dương Bách Xuyên. Có người thứ nhất ra tay sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bởi vì mọi người đều biết bắt được Dương Bách Xuyên thì sẽ có thể nói chuyện với lão tổ tán tiên. Nịnh bợ được lão tổ thì sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trên đảo tán tiên. Ngay sau đó, tán tiên lần lượt tấn công về phía Dương Bách Xuyên. Đương nhiên, một bộ phận trong đó đối phó với Tiểu Phượng Hoàng, Mai Tỷ và Thiên Hồ. Trước đó, trong truyền âm của Vạn Linh Chân Nhân từng nhắc tới, có một tiểu cô nương khả năng cao là Phượng Hoàng. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn với tán tiên. Trong đó người đầu tiên bay về phía Tiểu Phượng Hoàng chính là Vạn Thái Cực. Ông ta đường đường là tán tiên lục chuyển, sở dĩ tới nơi này là bởi vì nhận được tin tức của Vạn Linh Chân Nhân. Vạn Linh Chân Nhân và Vạn Thái Cực đều có xuất thân từ thánh địa Vạn Linh, nói đúng ra Vạn Linh Chân Nhân còn là cháu trai của Vạn Thái Cực, vậy nên sau khi Vạn Linh Chân Nhân phát tín hiệu cầu cứu, Vạn Thái Cực lập tức chạy tới. Có hai mục tiêu, một là bắt sống Dương Bách Xuyên giao cho lão tổ. Hai là tới nghiệm chứng xem bé gái bên cạnh Dương Bách Xuyên có phải là chim thần Phượng Hoàng hay không. Nếu như đúng là Phượng Hoàng thì lời to rồi. Vậy nên Vạn Thái Cực xúi dục những người kia tấn công Dương Bách Xuyên, bản thân ông ta cũng ra tay, nhưng mục tiêu lại hướng thẳng tới Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng người nhận được tin tiểu cô nương ở đây có khả năng cao là chim thần Phượng Hoàng cũng không chỉ có Vạn Thái Cực. Khi đại chiến bắt đầu, có 8 tán tiên xông về phía đám Tiểu Phượng Hoàng,
Thấy vậy Vạn Thái Cực không yên lòng, ông ta vừa lên đã vượt mặt tất cả mọi người. Mặc kệ bé gái kia có phải chim thần Phượng Hoàng hay không thì cũng phải do người có tu vi cao nhất như ông ta tới kiểm chứng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang như sấm khiến cho những người vốn đang xông về phía tiểu Phượng Hoàng phải run rẩy, bọn họ không tự chủ được mà nhường đường, mặc cho Vạn Thái Cực xông lên trước. Nhưng bên cạnh tiểu Phượng Hoàng còn có hai vị đại mỹ nữ, tất cả đều có yêu khí ngút trời, chắc chắn là yêu tu, một trong số đó còn đẹp tới không thở nổi, vị thuốc quả là cực phẩm, nếu dùng để làm đỉnh lô tu luyện là thích hợp nhất, ánh mắt của đám tán tiên còn lại lập tức nhìn về phía Mai Tỷ và Thiên Hồ. Nếu đã không tranh được tiểu Phượng Hoàng với Vạn Thái Cực, vậy thì hai mỹ nữ yêu tu còn lại, mọi người phải dựa vào bản lĩnh thôi. Mai Tỷ, Thiên Hồ, tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi đứng chung một chỗ, đương nhiên nhìn thấy tất cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.